Chào mọi người, bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn một món bắp tươi rang. Mà đây là món để mình ăn giả chiến, ăn chơi thôi. Thường xuyên thì bắp rang thì ai cũng rang hết, nhưng mà cách của mình làm sẽ khác với mọi người, cho nên mình muốn chia sẻ với mọi người nha. Đây là cái chảo chống dính và hai trái bắp mình đã lãi ra. Thì cái cách của mình rang ở đây là mình sẽ để bắp vô trong chảo chống dính, xong thì mình sẽ đậy nắp lại, mình khoan hả nêm thì bật lửa lên, mình cho bếp lửa rất là nhỏ. Như vậy thì cái hạt bắp nó vừa chín rất là đều, mà nó vừa lại là rất là ngon, nó không có bị áp cái hạt bắp. Rang bắp thì ai cũng rang được hết á, nhưng mà mình muốn chia sẻ với mọi người là bởi vì cái suy nghĩ và cái sáng kiến mới của mình ở đây là rang bắp là mình sẽ rang bằng cái chảo chống dính và với lửa rất là nhỏ, mình để khoảng 10 phút hoặc 15 phút mình hết sơ. Sau khi mình sơ thì mình sẽ nêm nếm. Rồi, và đây là hành, mình sẽ chuẩn bị một chút ít hành, hành lá nha. Để khi bắp nó gần chín rồi chúng ta sẽ để một ít hành lá vô cho nó thơm. Mình sẽ sắc hành lá thật là nhuyễn, ít thôi, lạp cho cái hương vị cho nó thơm. Và đây là hạt nêm nấm mình chuẩn bị sẵn. Thì khi khoảng 10 phút hoặc 15 phút sau thì khi mình sơ lên, đây là hạt nêm nấm hương. Mình sơ lên rồi mình hái gắt hạt nêm và hành vô. Rồi, như vậy là bắp của mình đã để trong chảo chống dính nãy giờ khoảng 10 phút. Chúng ta sẽ sơ lại, sơ cho nó trộn đều lại nha. Chú ý ở đây là mình rang bắp tươi trắng chứ không phải là bắp vàng nha các bạn. Nhưng mà rất là ngon. Rồi, chúng ta sẽ gắt một chút thịt ít hạt nêm vô. Đây là hạt nêm nấm hương, hồi nãy mình đã nói rồi đó. Rất là ít thôi nha, nó vừa với cái lượng của hai trái bắp hai người ăn thôi, không cần nhiều. Nhiều quá nó mặn sẽ nó mất khẩu vị, nên là nó vừa cho nó. Rồi, và một chút xíu dầu ăn. Vì mình cũng đồng thời để hành vô luôn. Rồi, khi những cái gia vị này nó xong nó đều hết thì chúng ta trộn đều lại và chúng ta sẽ để thêm khoảng 5 phút nữa, tiếp tục đậy nắp lại và 5 phút nữa là nó sẽ xong, thì chúng ta sẽ lấy ra là nó sẽ rất là ngon. Rồi, như vậy là thời gian mình đã xong. Mọi người thấy bắp rất là ngon không? Khi mình để lửa nhỏ và mình đậy nắp lại như vậy á, thì hạt bắp nó chín rất là đều và nó không có bị khét. Rồi, tắt bếp nha các bạn. Như mình đã nói á, thì khi mình rang chậm như vậy, mình rang đủ hai người ăn đó thì hai trái, còn nếu mình ăn nhiều nữa mỗi người ăn trái thì mình sẽ rang cái chảo chống dính to hơn. Rồi, như vậy là bắp rang của mình nó đã xong và nhìn hạt bắp rất là ngon và chín rất là đều. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Nó chỉ là một món ăn chơi thôi, ăn giả. Như vậy thì cũng không có mất quá nhiều công sức, thì mình cũng siêng làm ăn cho đầy đủ dinh dưỡng như người ăn chay nha. Chúc mọi người ngon miệng. Nam Mô A Di Đà Phật.